Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao rồi. Mà qua nhìn đàn trai dưới nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Wow. Ủa đâu anh? Đúng là hoa. Hoa, đổ tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng, một chút lộng lẫy của Đà Lạt, một chút khiêm tốn của thiên nhiên. Oh, wow wow wow, ê cha. Chà, bạn gái gì nghe wow 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 không vậy? Wow lắm nha anh Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang rồi, vậy là mặc đồ đẹp lắm hả? Rồi bây giờ xin mời bạn nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng. Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng. Và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình. Và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á. Thì em quan điểm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể điểm mạnh không? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi. Chửi nồi niêu xoong chảo. Là chửi, chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà không có gì hết chị đi ra mình chửi như vậy thôi, chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh, điểm yếu của bạn nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Em nói bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Dạ em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em bình danh em là thánh dừa. Thánh dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Ờ có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây. Mời anh lên. Ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ. Đúng rồi. Mứt dừa, mứt dừa. Không có trái đâu. Dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Thấy dừa gì kỳ quá, phải có nói dừa. Nhiều lúc nó cũng rơi vào tình huống đó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính. Nóng tính. Nóng người này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ sẽ xích mích thì mình không can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, nhưng mình phải nhìn nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều mực. Nghĩa hiệp đó. À vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì tới hết hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không em trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe không có tật xấu gì chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có hai mối tình. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghĩ công ty ra mình kinh doanh, thì nó gặp đôi chút khó khăn. Thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả, cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. À tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ờ đúng rồi, có khỏe không á? Điều đó chắc là phải có rồi. Mình phải có một thể lực rất tốt thì mình mới thể đi đua được. Để mình cạnh tranh thứ hạng cho với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà qua nhìn đàn trai dưới nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đổ tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha.
một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời qua ơi, chê đàn trai, đẹp có quyền ơi. Đúng. Đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Cho em thử, muốn thử gì? Hết đi đây, đó, nằm dài hết. Hết cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi. 1, 2, 3. Hít từ nào hết thở thôi. 5. Hít. 6. Thoải mái vô. 7. 8. Hít hết bụi luôn. 9 thôi bởi 10. 11. 12. 12 cái nha. Em chuyên về tranh thôi. Được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bảnh không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? À em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ. Là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình ngay, ngoại hình là em ngoại là... hình. Phải khá chút xíu, 7 điểm trở lên á chị. 7 điểm. Cao chi 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi, phải khỏe nè. Khỏe, chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Anh em coi cô thơm như thế này chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch, có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Rồi, còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc cũng như là có tham vọng, rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, cũng như là làm hết sức chơi hết mình, tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không, về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá thì em thấy em thích Noo Phước Thịnh á, còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm, nhưng như mình thương thì mình thương thôi chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quỳnh Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này được ok xinh, nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp, không gì quý bằng độc lập, tự do. Là hạnh phúc, ok. Dạng, cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi, cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Cảm ơn quà tặng em. Dạ, em cũng tại em cũng muốn quà tặng anh. Tại em của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn nè, cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. À, anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn, niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch, nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không. Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy đi lại gần xíu. Chết rồi, sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng em đi. Em đi vòng luôn. Đó, em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không? Dạ không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì giờ ví dụ đi, rinh cô này về được làm vợ mình, rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà.
Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng, và bạn ấy thì không chào làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em mượn siêu thọ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào, hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày, thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em hát được một câu này. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời cho tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hết được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm. Thơm á. Cái đó là do bé Hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái. Để thơm chán đi anh. Thơm chán. Thơm chán tức là hôn con, em hiểu không? Có. Má không má không má. Nó kêu nghe cái khóc luôn nha. Như vậy là cũng chúc mừng. Tuyệt vời lắm nè ha. Đây là chiến phát xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 chiến thắng. Các bạn đến đó để xem phim, để tìm hiểu nhau nha. Rồi các bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào em. Và em xin chào bạn Nam bên kia. Dạ, em tên là Ngọc Bình, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ở quận 3, quê em ở Lâm Đồng và em đang sống ở quận 9 ạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và các vị khán giả và bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Huỳnh Minh Nhật, năm nay 24 tuổi ạ. Hiện là em là Grab Food ạ. Chở đồ ăn nữa ha. Dạ, em ở quận 12 ạ. Tức là nhà ở đâu? Em ở Tây Ninh ạ. Em tên Bình. Tên Bình thì hay có nickname lắm, em như Bình Thủy nè. Bình, em có nickname gì không? Dạ, em có nickname là Bình Bò. Bình, hả? Bình, Bình Bò hả? Ủa sao dạ. Lý do tên sao? Bình Bò vậy em? Dạ, tại vì hồi xưa em lên Sài Gòn học là em ở chung với mấy bạn thân của em. Thì hồi sinh viên năm nhất ít môn học quá chị. Xong rồi cứ ở nhà ăn, xong rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Xong lúc đó là em lên một lần 3kg. Mấy bạn em mới kêu là con này là con Bình Heo. Nhưng mà tại vì Bình Heo thì cái nickname nó không có hay lắm, cho nên đặt là Bình Bò. Cái từ heo nó không vô với chữ bò đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà đó là cái nick dễ thương mà, không sao hết trơn á. Em nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, rất là ham học hỏi, cũng biết làm việc nhà rồi biết nấu ăn nhưng mà nấu không có ngon. Làm mấy món mới á chị, xong rồi làm xong đổ không mà không ăn được. Có bao giờ đưa bạn bè mình thử không? Tự nhiên đổ uổng vậy. Hồi xưa thì có người chịu trận là bạn trai cũ, giờ hết rồi chị. Hy vọng là hôm nay sau khi mà em lên chương trình thì có người sẽ chịu thử món ăn của em ha. Dạ. Mà chị đừng hỏi có đổ nha. Phí lắm em ha. Đúng dạ. Rồi. Có gì đem tới anh với Nam Thư ăn cũng được. Đúng rồi. Rồi mời bạn trai mình nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Thì ưu điểm của em là dễ tính, không uống rượu hấp thuốc ạ. Em là có tính chất bằng nữ, rất thích là thích dẫn bằng nữ đi uống trà sữa với đi chơi đi phim rồi. Trai uống trà sữa em nhiều không? Chị. Không, em dẫn bạn đi thôi chứ em uống ít lắm nè. Bình cũng thích uống trà sữa nè. Dạ, em nghiện trà sữa luôn á chị. Nghiện luôn. Có nào ngày uống 3 ly trà sữa thay cơm không? Có. Thiệt luôn á. Dạ. Hèn chi lên lần 3kg đó. Dạ. Em gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được một mối tình rồi anh. Hơn 3 năm, tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Nguyên nhân tại sao vậy em? Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Tại sao anh không hiểu? Có một cái lời nguyền đồn thổi như vậy. Tất cả các cặp đôi đang yêu nhau đang rất hạnh phúc. Nếu đi về vùng biển vắng thì có thể là hạnh phúc nha. Nhưng mà cứ nắm tay nhau lên Đà Lạt, tận hưởng không khí se lạnh là về cuối cùng mỗi người lạnh một con tim, chia tay. Ủa vậy đó hả? 10 cặp như chục ai nhắc tay nhau lên Đà Lạt về cũng chia tay đúng không em? Dạ đúng chị rồi. Sao thấy ai yêu nhau cũng Đà Lạt hết vậy ta? Không lẽ họ muốn chia tay? Dạ nên là ví dụ mà có quen bạn nam bên kia là em không có đi Đà Lạt chơi đâu á nha. Em cũng từng dắt người yêu đi Đà Lạt. Ủa vậy hả? Chia tay. Vậy thôi mình chuyển qua Đà Nẵng đi. Ừ vậy đi. Còn bạn nam? Dạ thì em trải qua được một mối tình 3 năm ạ. Từ năm học lớp 12 đến lúc em học đại học năm 2 ạ.
ủa giống nhau ta, hai bên đều có mối tình 3 năm. Người nào kéo rào qua hai bên nó, ủa gặp rồi. Ủa người yêu cũ. Ủa đi Đà Lạt nè. Có nào vậy không? Không, em chưa đi Đà Lạt à. Em đi núi Bà Đen nên chia tay à. Trời đất ơi. Không đi núi Bà Đen luôn nha em. Không luôn nha. Dạ. Bắt liền. Thôi tới bạn muốn hẹn hò, nắm tay. Yeah. À. Em, công việc của mình là grab food, là giao thức ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nào bị bom chưa? Dạ thì em đã mập lên được vài ký rồi đó chị. Trời ơi, thương quá. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Anh hiểu bom hàng là gì? Thương anh Linh quá. Tức là ví dụ như em đó, gọi điện tới à, giao tới em cái pizza nha. Chỗ nhà em địa chỉ đó đó đó. À. Đó đó, xong giao tới chị bận rồi, chị bận rồi, chị bận rồi, hoặc giao tới thứ ba cái khách vừa gọi không nghe máy thì bạn phải ôm cái bánh pizza, tả bánh pizza lại cửa hàng, ai nữa vô, anh mua trả tiền rồi đem ra mà. Chết mồ không em. Em chở em anh tới năm chén chè sôi nước, năm chén chè đậu, năm chén chè gọi là khoai môn, năm chén chè hạt sen, năm ly chè cốc tay, em chở liền đi. Anh cũng đổi tên đi, cái gì mà anh đặt về nhiều dữ vậy anh Linh? Anh đổi tên Quyền Linh. Đổi tên gì? Tên xui quá. Bậy bạ, tên Quyền Linh dễ thương muốn chết. Thư hỏi nè, trước khi mà em làm cái công việc giao hàng này á thì em làm gì? Em học đại học xong ạ. Đại học gì? Giao thông vận tải ạ. Rồi làm đúng nghề rồi. Học giao thông thì giờ chạy xe cũng tham gia giao thông vậy. Người ta làm mà ngành gì, ngành nói gì vui thôi. Ngành điện tự động tàu thủy. Tại sao là cuối cùng em lại đi tại làm em này? Thấy là em chọn không có đam mê với đó nên em chuyển. Hồi đó ai chọn cho em giao thông đường thủy đó? Tự chọn ạ. Tự chọn rồi sao em nói em không hợp? Tại hồi đó em chọn đại ạ. Sai lầm của bạn trẻ là học đại thi đại rồi chọn đại đó, chứ phải nghiên cứu rất là rõ đúng không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Giống chị em là được rồi. Giống chị em sao? Chị em ngồi dưới á nè. Chị em đó đó hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Xinh xắn quá trời. Coi coi giống chị em không nha. Em chào anh Quyền Linh. À chào em, cũng dễ thương. Nhưng khác cái đôi mắt kiến thôi. Em nói cho anh Linh biết cái mẫu người lý tưởng của em là như nào. Đúng rồi sao? Cao hơn em, từ 1m68 trở lên. Có cao. Dư à, không quá mập. Không thể mập. Biết quan tâm, chia sẻ. Có. Ăn uống thoải mái. Nếu bị bom hàng. Muốn ăn gì có đó. Dạ không gia trưởng. Không có gia trưởng này dễ lắm, kêu gì đem tới đó. Cái gì cũng có chứ. Gì nữa? À không hô không hói. Hai hờ hả? Có không? Bên có, anh có dính hờ này không? Có đứa nó nói ba hờ nữa. Không hô không hói không hôi. Này có hai hờ đỡ hơn á. Để coi coi được mấy hờ. Thơm. Hổng hô, hổng hối. Mà còn thơm nè. Hơi hơi thơm. Dạ vậy được rồi. Được rồi đúng không? Dạ. Cái mẫu người lý tưởng mà gái của em là em nói rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao, em muốn sao? Thì cũng như có làn da sáng. Cũng như xinh xắn nhỏ nhắn xíu rồi đó. Làn da sáng là sáng sao? Thì cũng như là trắng trắng xíu là đỡ. Không bên đen này mà. Đen lắm anh ơi. Em đừng lấy chị em ra so sánh nha. Bên này em cũng sáng vậy trời. Đúng rồi, làn gái cũng sáng. Đen trời, sáng á chị. Trời chị cũng đen sáng. Sáng. Em ơi ngâm ngâm da nâu nhìn lâu thích lắm. Dạ chỉ cần cái mặt sáng là được. Ừ có sáng. Em dạ. Không thích đàn ông cái điều y. Gì vậy trời, anh Linh anh hỏi gì vậy? Hơi lộn. Em không thích cái điểm nào ở phụ nữ? Ừ. Vô lễ với người lớn à. Ai đâu vô lễ, em là không có đâu. Hơi hay ghen cũng không vấn đề. Không ghen thì người ta thương mình người ta mới ghen nên trời. Không là vấn đề gì ạ. Hơi hơi dữ xíu cũng không sao. Không sao. Hơi nóng tính một xíu. Em chịu đựng giỏi lắm ạ. Còn em không thích gì ở người đàn ông? Dạ không thích hút thuốc, không thích thả thính lung tung. Hay không thích gì? Có thả thính lung không? Tung, thính bay lung tung là dạ, thích, đúng không? Em là quen em là phải cam kết với em là một thôi. Mà quen em mà sơ cua nhỏ khác nữa là em không chịu. Cưng cưng, mình có hay thích sơ cua nhẹ gì không? Em mà nếu như mà yêu ai thì sẽ là chỉ một người. Còn lúc mà chưa yêu thì có thể sẽ tìm hiểu nhiều người ạ. Anh nói rõ quan điểm hợp lý. Được. Tức rồi. Là nếu mà trong quá trình tìm hiểu thì anh có quyền tìm hiểu nhiều người. Ừ. Đúng mà đã yêu thì xác định chỉ một. Không, chị hoàn toàn đồng ý. Thế là quan điểm rõ ràng rồi đó. Ừ. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai? Hôm nay dạ, hôm nay em đi với sếp và đồng nghiệp của em ạ. Ý kiến của sếp thế nào? Chào chị. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Rồi, chào Nam Thư. Dạ, chào chị. Chào em trai. Và cũng chào bên họ nhà trai. Em tên là Phương Nga, là quản lý trực tiếp của bạn Bình. Em thấy bạn trai bên đây thì chị thấy là bạn rất là hiền, cũng phù hợp với em.
Dạ em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cho tôi gặp đại diện đàn trai thế nào. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư, chào quý khán giả. Chào em. Thấy bạn gái bên đây thì cũng dễ thương. Thấy hai bạn này cũng hợp, dễ thương. Em mong hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào nha, cho hai trẻ gặp mặt. Thì em có món quà muốn tặng cho anh. Ở trong này là một cái khung hình. Bây giờ thì nó chưa có hình ai hết, nhưng mà em hy vọng là mai mốt mình tìm hiểu sâu hơn thì cái khung hình này sẽ để hình em với anh. Cảm ơn em ạ. Bây giờ nghe nói đàn gái hát hay lắm, mình hát bài tặng đàn trai cái coi. Anh hát chung với em đi. Bài gì vậy? Bài một nhà. Đó. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta mơ chung một lối đi, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hát không nhìn nhau tình cảm gì cho nó thiệt. Hai đứa này bây giờ nhìn mặt nhau nè, tình cảm đó, nhìn thẳng vào nhau. Dạ nhìn rồi anh. Đó, chúng ta cảm nhận gì về người đối diện? Anh gặp em, anh thấy em sao? Có giống trong tưởng tượng của anh không? Là cũng như là nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng ạ. Nhưng mà anh thích người nhỏ nhắn. Dạ. Em về cảm nhận thế nào về ảnh? Em thấy ảnh rất là hiền, đẹp trai, cao hơn em. Không biết là công việc của anh như vậy thì anh làm từ sáng đến tối luôn hay là sao? Dạ, bình thường là mình làm từ 6 giờ sáng mình tới 4, 5 giờ chiều mình về, rồi buổi tối mình dành thời gian cho bạn bè và giải trí. Dạ, vậy công việc đó thì anh định làm đến khoảng thời gian bao lâu nữa? Chính xác là bao lâu nữa anh? Dạ là khoảng thời gian là khoảng 1 năm mấy nữa. 1, 2 năm nữa khi mà anh dừng công việc đó thì anh dự định anh làm công việc gì chưa? Là mình về xin về khu công nghiệp ở gần nhà mình làm về điện à. Vậy là anh sẽ đi về quê? Đúng rồi ạ. Dạ. Anh có gì hỏi em không? Thì em có thể cùng anh về quê Tây Ninh được không ạ? Dạ nếu ở đó có công việc cho em thì em cũng rất là sẵn lòng. Mà quan trọng là cái lúc mà trong quá trình quen anh đối xử với em như thế nào nữa. Thì anh ở quận 12, em ở quận 9. Tuy có xa nhưng mà anh có thể chạy xuống được. Nếu mà tương lai hai đứa lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Em nắm. Em thẳng thắn vậy luôn hả? Em nắm, kinh tế lấy nhau về là em là người nắm. Anh chỉ việc đưa tiền cho em thôi, mọi việc cứ để em lo. Đúng, chính xác. Tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của em đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Rồi, hợp lý. Dứt khoát vậy đó hả? Dạ. Rồi em hỏi mỗi tháng em chi cho anh bao nhiêu phần trăm trở lại? Em Nhật. Hỏi đi Nhật. Mình mạnh mẽ lên, sao cứ ngồi nhìn dưới đất vậy? Dạ thì cũng như là anh cũng có bạn bè đó. Nếu như anh đi bạn bè thì em có chi cho anh một phần nào đó được không? Có, tất nhiên là sẽ có một khoản riêng ăn nhậu hay là đi chơi gì đó là có khoản riêng rồi. Nhưng mà anh đi chơi ở đâu đó phải nói với em biết, đặng em chi tiền, còn nếu mà không nói thì em không chi. À vậy hả? Dạ. Ví dụ đi cà phê là tiền cà phê riêng 50-70. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi nhậu là khoảng 500-700. Dạ. Còn đi karaoke? Dạ ví dụ như mà nếu mà chính xác nhất là tốt nhất là mang bill về. Dạng giống như là công ty vậy đó. Mang hóa đơn về cho tôi thì trả tiền. Trời ơi. Có bill nữa hả? Đem bill. Chà căng quá giờ. Thật ra rồi. Là hồi nãy nha em giỡn anh thôi. Còn không, mấy cái này là anh đừng có để bụng nha. Anh cũng muốn vậy mà. Dạ. Trời dạ. Ơi. Mạnh mẽ lên cưng. Nãy giờ em nhìn cô gái này nói chuyện nãy giờ đó, mình cảm giác trong con người mình có thay đổi chút xíu gì về nhịp tim không? Dạ nãy giờ là tim em là cũng như nó tăng lên mấy lần rồi đó anh ơi. Nó tăng lên mấy lần rồi ha. Còn em thấy Nhật sao nè? Dạ em thấy bạn ấy rất là hiền. Nếu mà bạn ấy quen em thì chắc em phải huấn luyện bạn ấy giữ thêm xíu nữa. Bạn hiền quá. Dạ. Hiền quá. Không nhưng mà em cảm thấy cặp này hợp khủng khiếp. Ừ nhưng mà huấn luyện riết nó giữ hơn mình là mệt lắm á. Giờ mình nắm. Thank you.
Rồi. Cảm ơn em. Trở về ghế. Dễ thương hết sức hà. Đây là cô gái làm sale mà rất là năng động. Đúng rồi. Rất là lanh lợi. Còn em trai thì rất là hiền. Ta bơm hoài là đúng rồi đó. Có thương gì học kinh nghiệm ở đây nha. Rồi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút hết bấm thời gian. Đây là quyết định của cuộc đời các bạn đó. Chúng ta nếu không rung động con tim, chúng ta không cần bấm, để cho người khác bấm. 3 2 1 Hết giờ. Hết thời gian. Chúc mừng em, đây quà của cưng nè. Đấy, cầm. Nắm tay nhau đi. Sao em gái bấm chậm vậy? Có gì mà băn khoăn không? Thật ra đối với em thì bạn ấy khá là hiền, vậy là được rồi. Nhưng mà còn phần công việc thì em muốn bạn ấy thay đổi. Thì khi nào tụi em tìm hiểu nhau, nếu ok thì em sẽ bắt bạn ấy thay đổi. Ừ, chị tin là với cái gọi là cái sức mạnh lớn lao của tình yêu thì Nhật sẽ thay đổi. Không, có đôi khi là tạo cái công việc đó nó vất vả nhưng nó có một sự trải nghiệm rất là tốt. Dạ. Chị ấy cũng học đại học ra mà cũng có bằng cấp, cũng giỏi đấy. Bây giờ thì xin phép sếp với chị ha. Xin chị cho em hôn bạn gái một cái à. Rồi, từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh nha. Bắt đầu. Gì vậy? Hôn đi, hôn đi. Gì vậy? Trời ơi. Xuống dưới má. Hôn cái trên trán vậy, hôn trên má nữa lỗ. Vậy thì em hôn lại đi. Đúng cho không? Nó huệ. Cho nó huệ. Chủ động mạnh mẽ lên. Anh Đức thích tính cách của em đó. Ừ. Bắt đầu. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Rồi, hay quá. Em thấy là chưa đụng à. Em là em thấy thơm. Không, chưa đụng không được. Chưa đụng kìa, người ta nói chưa đụng. Nào, bắt nhón đầu. Bên kia thấp xuống. Ừ. Cái này nhón lên. Bắt đầu. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Một chút rụt rè, một chút cảm nhận về yêu, sự yêu thương. Hy vọng rằng những điều đó nó sẽ tăng theo lũy tiến của thời gian. Hy vọng các bạn sẽ tìm hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Những cái cặp vé của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Xin mời. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em ngồi. Em đợi thay đồ. Mời nhà trai. Đây. Rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình ạ. Dạ, em chào anh Huyền Linh, em chào chị ạ. Xin chào. Dạ, em tên là Nguyễn Châu Thùy, em sinh năm 95. Thì hiện tại em đang làm graphic design. Dạ, Thùy hả? Dạ, Châu Thùy. Châu dạ. Thùy. Dạ, đúng. Làm gì Thùy? Dạ, là graphic design á chú. Là gì? Dạ, là thiết kế. À, thiết kế hả? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, tôi đúng là tiếng Anh nó giỏi quá mà tôi không hiểu luôn. Em làm việc ở đâu cưng? Dạ, em làm việc bên 17 ạ. Là thiết kế đồ họa đúng không Thùy? Dạ, đúng rồi ạ. Ừ. Nhà mình ở đâu? Dạ, nhà em thì quê em ở Đà Lạt, Bảo Lộc Đà Lạt đó chị. Rồi ở đây mình sống với ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở một mình. À, là em ở trọ hả? Dạ, đúng rồi, em ở trọ một mình. Rồi, bạn Thùy sinh năm 95. Vệ Châu đúng không? Dạ. Vệ Châu đến từ đâu Vệ Châu? Dạ, em gốc từ Sài Gòn. Ủa sao tên Vệ Châu? Dạ, con hỏi Giang, tặng con người Quang, gốc Quang. Giang? Giang. Tên họ đầy đủ là gì? Giang Vệ Châu. Giang Vệ Châu. Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ, 26. À, trẻ quá hả? Tên lạ ha. Giang Vệ Châu làm công việc gì? Dạ, hiện tại con làm nhân viên nhà phòng á. À, nhà Châu ở đâu? Dạ, nhà con ở với Bình Chánh. Bình Chánh. Châu đang ở với ai? Dạ, con ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại hả? Còn ba mẹ? Dạ, ba mẹ con, mẹ con thì là công tác bên Đài Loan á. Còn ba con thì bỏ từ nhỏ. Ừ. Con mấy anh em? Dạ, con có một đứa em trai còn đi học. Ở chung bà ngoại luôn? Dạ. Ừ. Ông bà ngoại như là Châu? Dạ, ông ngoại con thì là con 70 mấy tuổi. Ồ, trời ơi. Vậy là tụi con đi làm về là phải lo cho bà ngoại nha. Dạ. Lớn tuổi rồi. Đó, gia đình nhà trai tôi ở Bình Chánh. Nhà gái nghe rồi ạ. Nghe chưa? Nghe thấy thương quá ạ. Ừ. Ở bà ngoại đó. Ừ. Nay phải có rảnh mà bà ngoại tới đây cũng hay hả? Nhưng chắc lớn tuổi ngoài ngoại khó đi đúng không? Dạ. Thôi, nhà gái ưu điểm khuyết điểm gì? À, dạ, em nói về khuyết điểm trước được không ạ? Được ạ. Dạ, khuyết điểm của em thì nhiều lắm. À, hơi bướng, lì á chị. À,
Bướng hay lì? Dạ cả hai. Vừa bướng vừa lì hả? Mệt mỏi quá. Có nghĩa là thường thì em sẽ nghe lời người khác khuyên, nhưng mà nghe theo kiểu là em sẽ không, người khác khuyên em là không được làm đi, thì thay vì là em sẽ nghe theo em không làm, thì là khi nào mà em làm em thấy nó sai thì em mới không làm nữa. Khi nào mình thấy sai mình mới ngưng, đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, thật ra cái này á cũng không trách, đó là cái cá tính thôi. Nhưng mà rất nhiều người sai lầm, mình làm lã đời, người ta quy không nghe. Khi nào cuối cùng mình thất bại mình mới biết là người ta nói đúng. Không, mà chính ra những người như bạn này thì kinh nghiệm sống rất nhiều nè. Là tại vì trải qua thất bại, trải qua cái mà cái lời ngăn cản của người khác rồi, thì mình sẽ có rất là nhiều cái kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình. Đúng rồi. Tôi con bác cũng 92 tuổi á, bác cũng trải qua nhiều kinh nghiệm, bác hiện nay bác rất nhiều kinh nghiệm luôn, nhưng khi nhận ra tất cả đều sai lầm là bác 92 rồi đó. Thì cho nên bây giờ cái lớp trẻ là các bạn sẽ biết cân đo đong đếm, khi nào mình cảm thấy là kinh nghiệm của mình, khi nào nó đủ rồi là mình dồn hết tất cả những cái kinh nghiệm đó để là mình bắt đầu một cái gì đó nó mới mẻ, đúng không? Lời cho phép sai lầm nhưng đừng sai lầm nhiều quá bác. Cả lời sai lầm là mạnh lắm nha. Mình sai tới đây được rồi em ha. Đúng rồi. Rồi ưu điểm của mình là gì? Dạ em cũng hòa đồng với mọi người lắm. Cũng dễ tiếp xúc với mọi người, nói chung là về một môi trường mới thì em dễ để hòa nhập. Thì tới lại em cũng chịu khó học hỏi. Cái này mâu thuẫn quá, tôi qua tôi gặp nhà gái cái kỳ. Sao mâu thuẫn chỗ nào? Mâu thuẫn như nè. Dạ em chào. Chào em gái. Vừa bướng vừa lì mà lại em hay nghe lời ta, rồi hòa đồng với mọi người, rồi dễ hòa nhập. Hòa đồng chơi vui vẻ thôi, chứ còn mà nhiều khi trong một vài cái quyết định thì bạn này lại có cái cá tính nó mạnh quá. Mâu thuẫn thật ra những người hòa đồng rất bướng rất lì lắm. Dạ, thật ra là công việc thì em cũng hơi khó tính, mà cũng hơi khó, nói chung là khó tiếp thu một tí xíu. Đúng đó. Đó mà khó tiếp thu, bướng lì thì thật ra là nó cũng là một cái để cho người khác ít có chơi lắm á. Dạ, đúng không? Thì đó cũng là một khuyết điểm. Dạ, đúng rồi. Thì hai đứa đang mâu thuẫn với nhau. Thì nếu mà về công việc, còn về chuyện ở ngoài chơi với bạn bè rồi này kia thì em rất là hòa đồng. Chơi ngoài hòa đồng nhưng công việc không hòa đồng, đúng không? Dạ. Ở ngoài thì hòa đồng, còn ở trong thì không. Ở trong thì chọn lọc một chút. Được không? Thật ra nha, đổi đi. Chúng thấy ở trong hòa đồng chút xíu. Tại vì cơ quan mình làm việc, nơi mình làm việc mà mình hòa đồng với người ta, khó ăn khó ở lắm á. Không, tôi tin là bạn này là tới một cái tuổi là bạn này sẽ chắc chắn là sẽ đúc kết ra được cái con đường của mình đi là như thế nào. Cá tính là tốt. Cá tính là tốt. Thật ra chúng ta có cá tính thì chúng ta mới gọi là thành công đó. Nếu mình không có tính cũng khó thành công lắm. Nhưng mà cá tính cũng vừa vừa thôi, đừng có bướng quá, đừng lì quá. Thì theo đúng ý như vậy mà. Dạ. Không thấy sao? Dạ đúng, con thấy đúng. Dạ. Dạ. Mình gọi là hòa đồng thêm chút xíu nữa, trong cơ quan chút xíu nữa. Dạ. Chứ hai cái cách hai bên nó khác nhau rồi cũng khó lắm á. Trong tình yêu thì sao? Có bướng, có lì, có hỏi này kia không? Dạ, trong tình yêu thì con cũng ít khi nào yêu ai lắm chú. Ít khi nào yêu ai lắm hả? Ít khi nào yêu ai lắm. Mấy mối tình rồi? Dạ, hai ba người. Hai ba người mà nó ít. Cũng khá lắm rồi đó. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, mối tình nào cũng 2 năm hết. Wow, dài đó. Vậy làm ít đâu nha. Dạ. Là 2-3 mối tình là cũng 6 năm có kinh nghiệm rồi đó. Dạ, cũng nhiều. Nhưng mà sao do mình bướng lì đó? Dạ, dạ, do một phần là do con cũng lì, với lại tính con cũng hơi khó chịu. Nên là... Giờ rút kinh nghiệm chưa? Kinh nghiệm bao nhiêu đó là đủ rồi ha. Đủ để mình biết lúc nào mình nên bướng, lúc nào mình nên lì, đúng không? Thật ra thể hiện cá tính thì nó cũng tốt, nhưng mà nó phải biết chỗ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng lúc rồi, ok. Nhưng mà từ từ em, khi mà em có tuổi là em sẽ biết được những cái đó nè. Đấy. Ý vậy luôn á, bên đó đó, y chang luôn á. Rồi, hai chị em xuống sân khấu tâm sự nhau để chút kinh nghiệm nha. Dạ, hai chị em ngồi đây nghe nhà trai trình bày. Mình có mấy mối tình rồi Châu? Dạ không, có một mối tình. Có một hả? Dạ. Dài không? Dạ 4 năm được. 4 năm? Sao chia tay? Dạ, cũng một phần là do bên gia đình của bạn nữ á. Là thời gian đầu thì có tiến hành hai đứa quen nhau, và sau này thì cũng có một chút hiểu lầm chứ, nên là hai gia đình không cho quen nữa. Hai đứa lớn không cho hai đứa nhỏ quen đúng không? Rồi hai đứa không thấy người lớn không cho là bỏ luôn hả? Không thuyết phục gì chứ hả? Tại bạn đó cũng có nói chuyện hẳn với em á, có với con á. Nói thẳng luôn. Rồi ba mẹ không chịu xong mình chia tay. Trời ơi, còn nghiệp không? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì mà xô hàng cho bạn gái nghe coi. Dạ, điểm mạnh con là con vô hay vui vẻ hòa đồng. Vui vẻ. Có bướng có lì không? Dạ không. Trong tình yêu có lãng mạn không? Dạ có. Lãng mạn? Dạ. Rồi có chăm sóc bạn gái không? Dạ có. Quan tâm này kia không? Có. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của con là công việc cũng có hơi áp lực đó chú. Nên là cũng hơi nóng tính. Nóng tính? Nóng lắm thì con làm gì? Thường thì con bỏ ra ngoài đi uống cà phê bạn bè thôi. Vậy đi, thà tốn tiền mà đừng gây lộn. Thứ
nóng lên rồi bỏ cà phê hoặc đi nhậu đó, khỏi gì lộn ha. Thôi bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào? Dạ không, muốn con tìm được một bạn gái hiểu chuyện. Hiểu chuyện? Dạ, biết suy nghĩ cho người khác, biết lo làm ăn. Chết cha, bên đây hơi bướng hơi lì đó. Dạ không sao đâu chị ơi. Thôi, tôi thấy tôi là hơi biết cho người khác đâu đó. Nhà trai tôi mà có nóng tính thì cũng ép dế với nhà gái thôi. Dạ, bên này cá tính lắm à. Ừ. Bây giờ con nói chị Lan đi, bây giờ là... Chào em. Chào chị. Làm sao? Ngoài những cái mong muốn đó thì mình còn mong muốn gì nữa không ở người bạn gái? Cao hay ốm? Cao thì trên 1m80. Rồi. Còn mặt ớt thì nó không có chậm. Thôi mình ớt quá rồi, giờ mình người nó lại đầy chút đi. Nha. Người dễ thương quá à. Thì khô à. Thì khô à. Thì dữ dằn lắm đó. Ừ, dữ dằn lắm á. Nóc nhà đó. Dạ không sao. Phải nóc nhà đâu, cái chốt nhà ổn. Ổn không? Ổn không? Dạ được. Bên này cá tính lắm á. Ừ. Rồi để chị qua đây chị hỏi. Sao giờ mong muốn mình có người yêu như thế nào nè? Dạ chị ơi, chắc thẳng là được chị ơi. Thẳng băng. Dạ. Hả? Chai thẳng là được. Có thẳng không con? Dạ có chứ. Thẳng thiệt không? Có khi nào suy nghĩ công chút không? Dạ không chứ. Lúc này nghi ngờ. Không, cũng nghi ngờ lắm nha. Tại vì gia đình cấm không cho quen cái rồi nghỉ luôn. Đôi khi đang thẳng tới đường cong quẹo. Có dễ bị lung lay không? Dạ không chứ. Ừ. Rồi được rồi. Vậy thôi hả? Chỉ cần thẳng nữa hả? À, dạ phân đi tí chị, về tấu hài với em. Ê, mình đang vui à? Mình dễ thương mà. Mình dễ thương á. Dạ. Nói gì nữa? Dạ vậy thôi. Tại vì nóng tính chứ mà về nhà lúc nào cũng nóng tính không thì cũng không vui. Thôi vậy con ơi, bên đây nói nóng vậy thôi. Chứ mà nó nóng đi bên đây là lạnh ngắt. Tôi thấy bên đó liền khô mà cô. Cô về là cô giúp người ta liền á. Bên đây nóng lắm, nó cao lắm, nó nóng lắm, nó hỏi cái gì rồi xong rồi đó. Trời trời. Tôi nói cặp này mở rào và tôi thấy hai cặp này dễ luôn á. Ừ. Con đi với ai? Dạ, tại con đi có một mình thôi. À vậy hả? Rồi. Con ngoại lớn tuổi lắm rồi. Không? Đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn của em. Chào đại diện nhà gái. Dạ, em xin chào chú Quỳnh Linh và chị ạ. Dạ, em là đại diện nhà gái của chị Châu Thùy. Thì nói thiệt ra là muốn nói với bạn Nam là bạn đừng có lo sợ chị Thùy như vậy. Tại vì nói chung là chị Thùy nói vậy thôi chứ chị dễ thương lắm. Và chị không có chuyện mà khó khăn lắm đâu. Nói chung là dễ yêu dễ chịu. Nhà trai là sao? Thấy nhà trai sao được? Ok đó chị. Nhưng mà chị sợ là mà dữ quá người ta sợ. Vậy mà mất không? Đừng lo lắng gì cả thì chị vậy chứ chị dễ lắm. Câu này được, câu này được. Dạ. Câu này ai cũng thấy hết. Đừng có làm sợ người ta thôi nha. Tính chung là bình thường thì cũng đáng yêu, dễ thương, rồi vui vẻ nữa. Chị có nóng tính rồi đúng không? Em chưa thấy chị nóng bao giờ nên, nên kiểu cũng không có hay như vậy mấy. Tại chị với em là dễ thương lắm. Rồi. Thật ra tôi đại diện nhà gái chứ sau cái cặp này cái tôi muốn đi qua tôi bảo vệ cho nhà trai. Ok. Mở rào. Rồi bây giờ hai đứa gặp nhau nha. Trời ơi. Tặng quà y chủ nhân luôn. Sao tặng tay chút xíu rồi. Dạ bị kêu. Mày qua đi mày. Dạ nhiều lắm chị. Hồi em tại vì hồi trước em lên rồi. Anh lấy chương trình anh dạ. Không còn tặng em. Em cảm ơn anh. Em tặng cho anh cái cuốn sách ở lại. Anh mở được không? Dạ anh được. Hai đứa nó đứng cũng hợp lý ghê nhỉ. Dễ thương quá à. Em mở ra cho khán giả xem. Dạ. Tôi thích một mình như gác cô đơn. Dạ. Về ghế ngồi đi. Về. Có nhỏ em tên Câu thoại về mà lâu quá gặp nó rồi. Dạ. Quay lại về. Lần đầu gặp anh thấy thế nào? Dạ dễ thương, có duyên. Công việc hiện tại của em là làm về gì? Hiện tại công việc của em là làm về graphic design, là design cho mấy cái thumbnail ở trên YouTube đó. Công việc của anh là sao ạ? Công việc của anh thì anh chỉ làm việc trên máy tính là chủ yếu mà. IT. Đúng rồi, IT. Dạ. Hai đứa ở hai cái máy ngồi sát nhau làm việc suốt luôn cũng được. Hiện tại anh đang làm việc ở đâu ạ? Hiện tại anh làm việc ở quận 1 á. Dạ. Nhà anh ở dưới Bình Chánh. Nhà anh dưới Bình Chánh không đi làm việc ở quận 1 thì ngay chắc đi cũng sớm mà. Bình Chánh nào có nhiều Bình Chánh lắm. Dạ, nghe quốc lộ 50 á chứ. Cũng gần. Đi chút xíu tới thôi. Dạ. Bình Chánh mà Trung Sơn thì còn gần nữa. Có nhiều Bình Chánh lắm á. Dạ. Không sao, nghe Bình Chánh thôi chứ thật ra là nó gần lắm á. Nhà em có anh chị em nữa. Nhà em 5 người ạ. Dạ. Dạ em có một. Em là Úc. Dạ. Nhà anh thì sao ạ? Anh thì có một đứa em trai còn đi học. Thì anh đang ngung quá. Nói em có thể chăm sóc con bà ngoại được không? Công việc của em thường thì một tháng được nghỉ không?
Thường thì một tuần em vẫn nghỉ ngày chủ nhật. Cũng giống hết sao? Dạ. Nếu như được thì tụi mình có thể tiến tới để cái sắp xếp được công việc á, gặp nhau nhiều hơn để tìm hiểu. Dạ. Dạ được. Hay mình hẹn nhau ở nhà để mình vừa chăm ông bà ngoại, mình vừa hẹn hò tìm hiểu cũng dễ hơn. Dạ, làm quá thì sợ bạn nữ sợ đấy. Nhà trai có hay đi chùa không? Dạ, cũng thường một tháng đi lần. Tôi thông báo nhà trai là nhà gái là có một khoảng thời gian rất dài ở chùa đó. Em không biết nấu ăn luôn nha, không biết nấu ăn mặn. Không sao, anh biết nấu. Giờ lại mang ra ăn chay không ạ? Dạ, thường thì em ăn chay, nếu mà bắt buộc phải ăn mặn ở ngoài thì em vẫn ăn được. Dạ. Ủa, làm gì mở trong chùa 4 năm vậy? Dạ, lúc nhỏ thì thích đi. Dạ. Thì tới bây giờ vẫn thích, nhưng mà nó là cái cuộc sống của em thì nó sẽ nghiêng về cái chuyện thiền nhiều hơn. Dạ. Chùa này thiền được đó. Hai đứa về thiền đi. Mà em gốc ở Sài Gòn hả? Dạ không, gốc của em là người Bảo Lộc, Đà Lạt. Dạ. Em làm việc trên này? Dạ đúng rồi, em đi học với làm việc ở đây. Em ở đâu? Em đi học ở quận 1, đi làm ở quận 7. Thì em nhà phòng em ở quận 10. Thì cũng gần. Dạ. Bây giờ hỏi về giờ làm dâu ngoại được không? Giờ phải làm dâu đó. Dạ. Hỏi đi em trai, hỏi giờ là em nghĩ sao chuyện làm dâu đi. Nếu như mình học á thì em đồng ý dẹp dâu cho nhà. Thì thật ra là em vẫn làm dâu được. Dạ. Nếu như mà anh cần chăm sóc bà ngoại của anh á thì em vẫn có thể chăm sóc được cho người lớn tuổi. Tại vì em trước đây em cũng chăm sóc cho rất là nhiều người rồi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà vấn đề của em là em không biết nấu ăn. Có gì anh tập anh nấu? Không, em không tập được nha. Không. Tại vì không phải là tự nhiên không biết nấu, mà là hồi nhỏ một lần em đi ngang qua ngang qua chợ á, thì lúc đó người ta đang cắt tiết con gà. Cái gì? Cắt cái gà á, có nghĩa là cầm cái cổ con gà thôi. Thì hai mươi mấy năm rồi em không đi ngang qua chợ đó nữa, không đi ngang qua chợ này hết á. Có dạ. Những người bị tự kỷ ám thị hả ta? Dạ. Cái đó dạ, gọi là tự kỷ ám thị á. Là một cái đó nó ghi hằng ở trong đầu họ. Không mà tốt mà không sao. Em cần phải nấu ăn đâu. Bạn trai dạ. Nấu ăn, em chỉ có việc chăm sóc ông bà ngoại được rồi. Mỗi đứa tay mỗi đứa chân ha. Đúng rồi. Ừ. Rồi, bây giờ thì khoảng bao lâu hai đứa bạn, khoảng bao lâu mình có thể đi đến chuyện kết hôn? Nói chuyện đi. Dự định của em là khoảng bao lâu lấy chồng? Dự định của em là khoảng tầm 2-3 năm nữa. Dạ. Được không? 2-3 năm nữa phù hợp không? Dạ được thì. Dạ về nó không ai. Chờ. Thật ra thì bình thường màu tóc của em nó không có như này đâu. Cái này là em nhuộm lại từ hôm qua á. Chứ bình thường thì nó cũng hơi bóc hơn tí xíu, bóc hơn chị hồi nãy nữa. Hả? Nói gì không nghe? Nói gì? Dạ không, em không có nói gì đâu chị, nói tóc em mà. Dạ. Vậy bước tới nắm tay bạn gái đi vậy. Nãy là dễ thương quá. Dễ thương quá, nó thầy cô à. Quên nói gì với ta? Quên nói gì rồi? Nếu kẹp có quỳ xuống không được. Nhiều có thích người ta không? Dạ có. Đó, nói. Anh gặp em mà anh thấy em sao, anh rất là thích em hay gì đó, hay anh không thích em. Nói đi. Lần đầu gặp em thì anh thực sự rất là nghiêm túc khi mà anh đăng ký chương trình. Anh cũng mong muốn là tìm được một bạn gái. Dạ. Biết rồi. Có thể chăm được cho bà ngoại anh với mẹ anh ấy. Anh đúng rồi. Rồi bạn gái đứng lên, đưa đây chị cầm cho. Đó, nắm tay bạn trai. Rồi hai bạn giao lưu một chút xíu về cảm xúc với nhau, cảm nhận về nhau, để tí nữa chúng ta đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Đó, rồi nói chuyện với nhau đi. Em thấy anh sao? Dạ, anh thấy em sao ạ? Anh thấy em thì cũng dễ thương. Dạ. Thì anh cũng chịu làm ăn. Không, em muốn làm ăn. Em chỉ có đi học rồi đi làm thôi. Thì cũng được rồi. Rồi, bạn gái thấy bạn trai thì sao? Dạ, em thấy anh hiền. Hiền đến... Hiền đến quá sợ. Bị em ăn hiếp không vậy? Không, anh chịu làm. Nó hơi mỏng chút thôi. Lại gặp tôi mấy ngày tôi chỉ cho cách... Dày lên. Dày lên. Dạ vậy thôi được rồi ạ. Gì vậy thôi được rồi, nắm tay. Dạ. Để yên nguyên như vậy. Bây giờ mình hát tặng cho bạn gái một bài hát để nó tăng cái cảm xúc lên. Mình bớt rung nữa. Không, vô. Anh hát bài tặng em mà. Dạ. Làm vợ anh nhé, anh vô. Có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim đủ hậu thiếu em. Làm vợ anh nhé,
anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Cảm ơn. Mình hát tặng lại cho nhà trai đi. Em không biết hát gì. Hát bài nào cũng được trơn á. Em không biết hát gì. Không, giờ, em giờ. Hay nghe nhạc của Điên Vong quá thì mình rap lại luôn. Dạ không. Bây giờ, thử coi chịu mỏng cái nào. Còn nửa cái nó hợp lý không? Thử coi. Thử coi. Vậy không vậy? Vậy vậy luôn hả? Thử coi, 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 hả? Dạ chắc phải nguôi ra mặt lên tí. Đúng đó. Rồi. Thôi về chỗ đi vậy. Trời nó mỏng lét mọi người. Mọi người LCD thì con phải gặp chú ha. Dạ. Ăn uống rồi chú phụ cho. Gì? Dạ, ý của à, chú, ta đớm dữ lắm rồi chú còn đòi ăn phụ người ta nữa. Chú dùng cho chú ăn để cho nó mập mập chút xíu. Ít ăn hay sao? Dạ ăn vậy lắm chứ. Mà không biết sao mà không mập nổi á. Vậy mua thuốc sổ lãi nha. Dạ uống được đủ lại hết. Đủ luôn hả? Trời ơi. Cái bạn như vậy á. Mà hợp lên chứ cho nó có sức sống chút nha con. Dạ. Được rồi đó. Dễ thương lắm á. Dạ. Cô chịu của tôi mà con gái tôi chịu hôm nay rồi đó. Không vậy á. Tôi là chịu của nha cô. Rồi vậy. Bây giờ để ta nút bấm đi. Bên tay trái nè vậy. Đây nè vậy. Rồi. À, hai đứa dễ thương lắm nha. Cố gắng hỗ trợ nhau, yêu nhau, chăm sóc lẫn nhau. Cùng đi chùa, đi làm từ thiện, ăn chay cũng được. Nhưng mà nhớ cho bà ngoại ăn mặn nha. Bà ngoại sức khỏe cũng yếu rồi, cố gắng lo cho bà ngoại. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình bằng nút bấm. Mời các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Trời đất ơi. Em không bấm hả? Sao vậy em gái? Dạ, em còn suy nghĩ điều gì? Dạ, thật ra thì tại vì em nghĩ là em cũng còn trẻ, cũng cần có một cái người có thể kìm được cái tính trẻ con của em. Này chịu được, này chịu trẻ con cỡ nào cũng được, trẻ con con nít nữa cũng được luôn. Không, ý em có nghĩa là giúp em có thể chín chắn hơn á. À, thật ra tức là cậu này cũng nhát quá thôi, chứ cậu ấy cũng là người chín chắn đó. Em biết sao một người thanh niên mà không có được sống cùng với mẹ, mình sống với ông bà và thêm một người em nữa, thì chứng tỏ bạn này là một trụ cột của gia đình. Giỏi lắm á. Từ kinh tế cho tới tinh thần. Nên chị thấy khá là tiếc khi mà em không bấm. Cái này chị nói thật. Dạ. Chị thấy tiếc. Tiếc thật ra này nè, quyết định là tôi tôn trọng đúng thôi rồi. Nhưng thật ra là cậu này dễ thương lắm á. Nếu mà cái mắt nhìn của Huyền Linh đó nha, cậu này dễ thương lắm. Tình yêu cũng không phải là mình phải thật sự yêu hay là thật sự hoàn hảo lắm thì mình mới chọn đâu. Đôi khi nó không hoàn hảo lắm, chúng ta sẽ bổ trợ những điều đó thì nó tốt hơn nhiều. Nếu ai cũng hoàn hảo hết thì cũng khó lắm. Thật ra không ai sửa được cái tính của mình đâu, chỉ có bản thân mình. Mình tự thay đổi nó vì một người nào đó thì mới được, chứ chẳng ai thay đổi được người khác hết. Cái này là chị nói thiệt. Nếu mà hai đứa quen nhau đó thì em sẽ giúp rất nhiều cho cậu này. Đúng rồi. Gọi là hoạt bát hơn. Không, bạn này bạn là nhiều khi nói chuyện rất là ok, nhưng mà tại vì bạn này nhát quá thì đứng ở trên sân khấu như thế này. Nên... Thế tôi kết được này đó. Đúng rồi, một nụ cười nó rất là ấm áp. Thôi giờ về đi. Thật ra là tôi muốn hai đứa quen với nhau đó. Còn thì mình không bấm thì có đó là đã quyết định rồi, định rồi, không thay đổi nữa. Bạn được. Đúng rồi. Chúng ta về xuống dưới xin số điện thoại làm quen nha. Dạ. Cố lên nha. Nhảy lên. Cố lên, số điện thoại làm quen rồi từ từ có gì kêu chú đứng ngoài đứng cà phê, chú kết lại. Dạ. Không làm được làm lợi. Kêu chị nữa, kêu chị nữa. Nha. Chị nói vô cho. Này, nha, anh này bản lĩnh lắm á. Thật ra là cái sự nỗ lực của anh này rất là ok luôn. Thôi, đó là chỉ là một lời chia sẻ. Hy vọng là hai đứa sẽ là bạn với nhau để có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống nhiều hơn nha. Nhìn con trai thấy thương quá. Thôi, thương anh này ghê á. Bây giờ dậy đi, hai đứa xuống nhớ làm quen nhau nha. Dạ. Là một tình bạn tốt, biết đâu nó sẽ chuyển đổi thành một tình yêu đẹp. Dạ. Hy vọng như vậy. Rồi. Có giờ nhận quà đi, về thôi. Em xin ngồi. Hiền lành. Mình... Qua luôn đi con. Đi đi con. Hiền lành thiệt là luôn. Một chàng trai rất là chân thành, ấm áp, bản lĩnh. Gọi là một trụ cột của gia đình. Một cô gái chỉ hơi là gọi là... sao ta hơi... Hơi lì chút. Hơi lì. Nhưng mà dễ thương. Cô gái cũng rất là dễ thương luôn, nhưng mà cô gái không tin rằng là chàng trai này có thể thay đổi được cô ấy. Nói chung là duyên số hết cả thôi. Rất tiếc là hôm nay chúng tôi bị kẹt cái cặp đôi thứ hai. Mỗi lần như vậy quý vị chúng tôi rất là tiếc. Thật ra là mai là mối nó tốt, đôi khi tối về ngủ không được, phải trăn trở vì những cặp như thế này. Thật ra mình rất muốn họ bấm nút nhưng cuối cùng họ lại không bấm nút. Có những cặp đôi mình không bao giờ muốn họ bấm nút nhưng họ lại bấm nút. Đó là duyên số rồi.